Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến nội dung Bộ luật hình sự năm 2015. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh để duyệt nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trồng thành công cây cà gai leo trên đất đồi ở huyện Tuyên Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 17 tháng 4, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, vấn đề tội phạm và hình phạt. Bộ luật hình sự năm 2015 được xây dựng dựa trên các định hướng, tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng đề cao hiệu quả phòng ngừa và tình hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân, thể chế hóa về mặt hình sự chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, nội luật hóa những quy định có liên quan của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp hình sự theo hướng nâng cao tính minh bạch, khả thi và tính dự báo trong các quy định của Bộ luật hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc chế định pháp luật hình sự của Việt Nam từ năm 1945 đến nay, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ luật hình sự năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều, tăng 2 chương và 72 điều so với Bộ luật hình sự năm 1999. Cũng trong sáng nay ngày 17 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh để phê duyệt nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023, do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn cả cấp, tiến tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và chỉ thị số 12 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cả cấp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đại hội cả công đoàn trực thuộc và chuẩn bị nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18. Đến nay, toàn tỉnh có 1.132 trên 1.147 công đoàn cơ sở đã tiến hành đại hội hội nghị, đạt gần 99%. Có 15 trên 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xong đại hội. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chọn công đoàn ngành giao thông vận tải đại diện cho khối công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn đại diện cho khối công đoàn huyện tổ chức đại hội điểm. Đại hội công đoàn cả cấp cơ bản diễn ra đúng tiến độ theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Về công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban. Các tiểu ban đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành. Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành đã đánh giá tình hình đoàn viên người lao động, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Công đoàn Quảng Bình và 4 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 năm 2018. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý về một số nội dung liên quan để Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần thống nhất chủ đề của báo cáo nhằm sát đúng với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Về nội dung báo cáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp thu các ý kiến đã thảo luận trong buổi làm việc. Về chương trình đại hội, cần thống nhất và tuân thủ thời gian quy định.
phải liên tục đổi mới về nội dung lẫn hình thức các chương trình trên sóng phát thanh và truyền hình, đảm bảo sự hấp dẫn và thu hút khán giả. Đó là nội dung được đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trong chiều nay, ngày 17 tháng 4. Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, bám sát các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước và của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã tập trung tuyên truyền, cập nhật, phản ánh đầy đủ các sự kiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chất lượng của các chương trình phát thanh truyền hình không ngừng được nâng lên. Trong đó nhiều chương trình, chuyên mục được mở mới, thu hút sự quan tâm của khán thính giả như chuyên mục phát thanh Người Quảng Bình, Đất Quảng Bình, chuyên mục Du lịch cùng QBTV, chuyên mục Kể nổi yêu thương, chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai. Thông qua thiết lập đường dây nóng, đài đã tiếp nhận và xử lý những vấn đề nổi lên, kịp thời nêu gương những nghĩa cử cao đẹp, phản ánh những góc khuất của cuộc sống. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình cũng đã có nhiều cách làm mới trong tổ chức sản xuất các chương trình trực tiếp mang tính quảng bá như lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang, sông Nhật Lệ, chương trình đồng hới hoa hồng và biển. Trang thông tin điện tử qbtv.vn hoạt động có hiệu quả, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Quảng Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể ban lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trong việc nâng cao chất lượng cũng như làm phong phú các chương trình, chuyên mục. Đặc biệt là lòng yêu nghề, dẫn thân của các phóng viên đến những vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, bão, lũ để truyền tải kịp thời những thông tin mang tính thời sự, những vấn đề mang tính thực tiễn đến công chúng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình phải không ngừng đổi mới nội dung và chất lượng các chương trình phát sóng, tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh để tuyên truyền kịp thời. Trong đó, cần chú trọng các mô hình kinh tế, các chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình quảng bá về du lịch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình số hóa truyền hình cũng như chuyển đổi từ định dạng SD sang định dạng chuẩn HD. Phần đầu hoàn thành trong tháng 9 năm 2018. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí nhằm nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình làm việc với tỉnh Quảng Bình, chiều nay ngày 17 tháng 4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết nghị quyết 25 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình để kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của Sở Giao thông Vận tải đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, Sở đã kịp thời rà soát, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ và công bố các thủ tục hành chính. Đến nay, Sở có 92 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết, trong đó có 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích, rút ngắn 10% thời hạn giải quyết và thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 87 trên 92 thủ tục hành chính. 5 năm qua, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 221.333 hồ sơ. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan đã nêu cao được vai trò lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước mọi công việc và quyết định của mình, phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của mỗi cán bộ công chức trong cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thời gian qua, Sở đã tiếp nhận 90 lượt công dân, tiếp nhận 211 đơn kiến nghị, phản ánh nội dung chủ yếu về bồi thường hư hỏng, hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ do thi công một số tuyến đường, một số vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông. Tổ chức 11 cuộc đối thoại trực tiếp và phối hợp với các sở ngành địa phương tham gia đối thoại với gần 150.000 lượt người tham gia.
Thông qua đối thoại, Sở đã kịp thời phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy trình thủ tục giải quyết về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Trong phong trào thi đua dân vận khéo, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã triển khai thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, chủ trọng chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực quản lý. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình trong thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, năm 2018 là năm dân vận chính quyền, do đó Sở cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nghị quyết 25 và các chỉ thị, nghị quyết liên quan, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường công tác dân chủ, công khai, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức. Tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức làm tốt công tác giám sát, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết quả 7 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Nông nghiệp có bước phát triển toàn diện, từng bước chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị cao. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 4,5% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 22 triệu đồng một người, tăng gấp 4 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm xuống còn 9,48%. Công tác đào tạo nghề được chú trọng, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho gần 14.000 người. Đặc biệt qua 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt, trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay toàn tỉnh đã đạt 1.983 lượt tiêu chí, trong đó có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới. So với cả nước, Quảng Bình có xuất phát điểm thấp hơn, nhưng đến thời điểm này, Quảng Bình đã đạt bình quân 14,6 tiêu chí trên một xã, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, Quảng Bình là tỉnh cuối cùng trong các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong năm 2018 này, Quảng Bình đạt mục tiêu có thêm 11 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và phấn đấu không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tại buổi làm việc, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ thêm một số vấn đề sau khi đạt chuẩn nông thôn mới như vấn đề nợ đồng, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, vấn đề dân chủ, minh bạch và sự hài lòng của người dân khi thực hiện chương trình này. Đồng thời tìm hiểu những vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, nhất là về nguồn vốn đối ứng, triển khai các tiêu chí mềm do tỉnh ban hành, xây dựng chương trình mỗi xã, mỗi sản phẩm. Theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Dịch vụ Thương mại Y tế Cuba và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, hôm nay ngày 17 tháng 4, các chuyên gia y tế Cuba trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh và tim mạch đã có buổi làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trực tiếp khám chữa bệnh cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đoàn chuyên gia y tế Cuba sang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới lần này là những người có chuyên môn, kinh nghiệm làm việc lâu năm trên các lĩnh vực chỉnh hình, thần kinh, tim mạch. Các bác sĩ được bố trí công tác tại hai khoa của bệnh viện, khoa chấn thương chỉnh hình và khoa nội tim mạch. Trong thời gian 2 năm, các bác sĩ của Cuba vừa trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, vừa chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hợp tác lần này không chỉ tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc, mà đây là bước tiến mới góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, nhất là cả kỹ thuật cao. Theo kế hoạch, thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ mời thêm một bác sĩ Cuba chuyên ngành phẫu thuật ung bướu sang công tác tại bệnh viện. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Đồng Hới thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trồng thành công cây cà gai leo trên đất đồi ở huyện Tuyên Hóa.
Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chính quyền và người dân thành phố Đồng Hới đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Đồng Phú. Đường phố khang trang, hiện đại, không còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các khu dân cư, tuyến phố luôn sạch sẽ gọn gàng, nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, luyện tập thể dục thể thao cho người dân. Đây chính là những hình ảnh của phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới sau 2 năm hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới là một trong những nơi có môi trường sống xanh sạch đẹp. Chiều nào, người dân cũng tham gia tổng vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Nhờ đó mà cảnh quan khu phố luôn sạch sẽ, thoáng mát. Ý thức của người dân từ đó cũng được nâng lên rõ rệt. Đây chính là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Từ trước thì rác đồ vật ngay ngang, môi trường hành cũng được sạch đẹp, cảnh quan cũng không được cho văn minh. Hiện giờ là đang thực hiện cái nếp sống văn minh đô thị của phường, của xã. Thì rác rưởi là được thu gom gọn gàng, môi trường sạch đẹp. Từ ngày hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường được nâng cao. Trong quá trình hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bên cạnh sự tham gia tích cực của người dân địa phương, phường Đồng Phú luôn có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động, phụ trách các đoàn thể, tổ dân phố. Đây chính là những người đã tích cực đi đầu trong các phong trào hoạt động phường. Chúng tôi là vận động nhân dân, tất cả các lực lượng, một là ban cảnh sự tổ dân phố, rồi tổ tự quản, rồi là ban công tác mặt trận, vận động nhân dân, đồng thời là phân công cho trong tổ tự quản đó, mỗi người là một cung đường tương ứng với một đoạn đường của tổ dân phố, quản lý, nhắc nhở bà con. Như vậy mà hiện nay đường vỉa hè chúng tôi thông thoáng. Chúng tôi không phải dừng ở đây, mà là vận động nhân dân duy trì cái vỉa hè như thế này để thực hiện cho tốt cái nếp sống văn minh đô thị. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh được hình thành ở khắp nơi, trong từng khu phố, đã tạo động lực để thúc đẩy nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Từ đó tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư. Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng cái kế hoạch số 21 và trong đó là có 3 cái nội dung chính. Một là cái công tác tuyên truyền, hai là cái công tác tổng dọn vệ sinh, ba là công tác chỉnh chỉnh đô thị. Về công tác tuyên truyền thì phường đã tổ chức tuyên truyền qua nhiều hình thức. Một là tuyên truyền qua cái trực quan thì Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức làm các cái pano, có 7 cái pano trên 2 cái tuyến đường chính để tôi tuyên truyền về cái tháng văn minh đô thị và tuyên truyền qua cái xe loa đi trên toàn phường. Hiện nay trên cái toàn phường thì cơ bản là các cái người dân đều nhận thức về cái tháng văn minh đô thị và về cái công tác sử dụng vỉa hè và lịch vỉa hè. Cái phương hướng tới thì tiếp tục phường sẽ duy trì tuyên truyền hàng tuần trên cái hệ thống truyền thanh và cũng như duy trì cái xe loa để rồi tuyên truyền qua cái hệ thống xe loa đi khắp toàn phường để tuyên truyền và duy trì trong những cái tháng tiếp theo. Trong thời gian tới, để cuộc vận động ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, trở thành thành phố du lịch lý tưởng. Tỉnh đoàn Quảng Bình vừa phối hợp với tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức lễ khánh thành điểm trường vật lũ bản Cú Tôn, xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Bản Cú Tôn có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ lâu, việc đến trường của các em học sinh mầm non là nỗi trăn trở của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ở đây. Được sự hỗ trợ của tỉnh đoàn Bình Phước, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp chính quyền địa phương thi công điểm trường vật lũ, trường mầm non bản Cú Tôn. Công trình nhà cấp 4 với diện tích 60 m². Công trình có thiết kế sân chơi đảm bảo việc sinh hoạt, học tập và vui chơi cho học sinh bản Cú Tôn, bản Mê Lì và bản Cốc. Tổng trị giá công trình 500 triệu đồng. Trong đó, tỉnh đoàn Bình Phước hỗ trợ 120 triệu đồng. Điểm trường vượt lũ là công trình mang ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên nhằm quan tâm, chăm lo, chia sẻ khó khăn với các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Bình,
góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Tuyến đường tránh lũ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh được khởi công xây dựng từ đầu năm 2018. Đây là tuyến đường khá quan trọng với địa bàn thường xuyên bị ngập lụt nhằm đảm bảo giao thông và phòng tránh thiên tai. Tổng chiều dài của tuyến đường là 1.360m, chiều rộng 5m, mặt bê tông dày 16cm. Tổng vốn đầu tư cho tuyến đường này là 2,5 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn phòng chống thiên tai do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường quan trọng, vừa phục vụ việc sản xuất đi lại cho người dân, đồng thời đảm bảo việc di dời tránh lũ cho người dân thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh và các xã lân cận. Hiện tại, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục quan trọng. Dự kiến tuyến đường tránh lũ xã Hiền Ninh sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2018. Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp sản xuất kinh doanh Tân Vĩnh Phát, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã đưa vào trồng trên 2,5 hectare cây cà gai leo trên đất đồi kém hiệu quả. Cà gai leo từ lâu đã được nhắc đến là một loài thảo dược tốt cho sức khỏe, điều trị các loài bệnh về gan. Giống cây này dễ trồng, dễ chăm sóc, nhất là khả năng chịu hạn cao, sống khỏe trên đất cằn, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Bắt đầu trồng vào đầu tháng 1 năm 2018, đến nay Hợp tác xã Nông lâm nghiệp sản xuất kinh doanh Tân Vĩnh Phát đã trồng được 16,5 vạn cây cà gai leo trên diện tích 2,5 hectare đất đồi, tổng kinh phí đầu tư trên 350 triệu đồng. Do được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cà gai leo sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến sau 6 tháng triển khai mô hình, Hợp tác xã sẽ thu hoạch lứa đầu tiên khoảng 35 tấn sản phẩm cà gai leo khô. Với giá thị trường khoảng 40.000 đồng 1 kg, ước tính sẽ thu về trên 140 triệu đồng. Hợp tác xã Tân Vĩnh Phát cũng đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty cổ phần Sơn Trung Du Hà Nội, nên bước đầu đã có đầu ra ổn định. Có thể nói, mô hình trồng cà gai leo mở ra thêm một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi thành công cơ cấu giống cây trồng trên diện tích đất đồi kém hiệu quả ở xã Cao Quảng nói chung và huyện Tuyên Hóa nói riêng, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Vừa qua, Hội Nông dân xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát động hội viên ra quân diệt cây mai dương, vệ sinh đồng ruộng, bảo vệ sản xuất. Hiện nay, dọc theo một số tuyến đường giao thông nội đồng, canh mương, bờ ruộng trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, cây mai dương đang phát triển tương đối mạnh. Việc xâm lấn của loài cây này đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của nhiều loài cây trồng khác. Địa phương đã huy động trên 300 cán bộ hội viên của 9 chi hội nông dân các thôn ra quân diệt cây mai dương, đồng thời tổ chức phạt quang bụi rậm, phá bỏ nơi trú ẩn của chuột và vệ sinh đồng ruộng, bảo vệ mùa màng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 63 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2018, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 60 đến 96%.